Xin chào anh Nguyễn Ngọc Tuấn ở Vĩnh Phúc và xin chào anh Nguyễn Thanh Vũ ở Bạc Liêu. Hai anh đều đặt bên em là một cái bộ hai mic không dây màu đen. Giá hiện tại là 500.000. Thì em sẽ kết hợp cả hai sản phẩm của hai anh đặt bên em sẽ test trong cùng một video này luôn. Và bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để các bạn đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Rồi chúng ta sẽ test hàng thôi. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L 1 2 3 4 5 6. Do em đang ngồi gần cái loa này nó hơi rú rít một chút. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L 1 2. Như vậy là cả hai cái mic này đều hoạt động rất tốt. Đây là ký hiệu trên cái mạch thu. Đây là ký hiệu trên tay cầm. Và đây là tên ký hiệu tay cầm số 2. Tiếp theo thì em sẽ test hàng cho anh Nguyễn Thanh Vũ. Anh Nguyễn Thanh Vũ ở Bạc Liêu. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L 1 2 3. Như vậy là các bạn thấy hai sản phẩm này cũng hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm. Đây là ký hiệu tay cầm đầu tiên. Đây là ký hiệu trên tay cầm số 2. Và cuối cùng đây là ký hiệu trên mạch thu. Xin cảm ơn hai anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.